Tin buồn. Nữ tu Isave Phan Thị Thu Hương, hội dòng bến Thánh Giá Quy Nhơn, vừa qua đời. Xin cầu nguyện. Hội dòng bến Thánh Giá Quy Nhơn, 132 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn. Ta là sự sống lại và là sự sống, Gioan chương 11 câu 25. Cáo phó trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, hội dòng bến Thánh Giá Quy Nhơn và gia đình trân trọng kính báo. Nữ tu Isave Phan Thị Thu Hương, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1929 tại Trường Thành, Ninh Phước, Dương Khánh, Khánh Hòa, đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2022 tại nhà hưu dưỡng Rành Ráng, Quy Nhơn, hưởng thọ 93 tuổi, khấn dòng 70 năm. Nghi thức nhập quan 4 giờ 45 phút thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022. Nghi thức di quan lúc 13 giờ 30 phút thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022. Thánh lễ an táng lúc 14 giờ thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022 do Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn chủ tế. Tại nguyên đường cộng đoàn hưu dưỡng dòng bến Thánh Giá Quy Nhơn, 64 Hàn Mặc Tử Rành Ráng, Quy Nhơn, an táng tại nghĩa trang Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn. Kính xin quý đức cha, quý tu sĩ và quý vị hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Isave sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Hội dòng chúng con xin kính báo. Thay mặt hội dòng, nữ tu Anna Nguyễn Thị Yến Trâm, tổng phụ trách, kính xin quý cha đồng tế mặc lễ phục tín.